Hoa cái phần đọc cái phần 1 thì thầy là cái số phần 1 2 3 4 này này. À, đọc đoạn văn sau này. Bài đấy là trang bao nhiêu? Trang Sao? bao nhiêu? 222 3 con 2. Tôi sao xa thế thầy? Tôi chưa học sao thầy ạ? Thầy ơi, thầy nhầm bài rồi, em bỏ xa học bài này được. Thế á? Mới học tới bài 9 rồi thầy ơi. Mới học bài 9 mà thầy. Ô, sao thầy ghi đây sẽ có một bài sao? Thầy gửi cho, tự nhiên thầy đi gửi cho cái bài ấy nghe của bài 10. Có thế à? Vâng. Hôm Ô, nay em thoát ra sớm nên là hôm... Ở đây thầy ngữ pháp bài 10 này. Nhầm, bài 9 này ạ. Phải nhắc thầy luôn. Đây thử hôm xem em thoát ra sớm, hôm nay em mới vào, em mới thấy. Thầy có cái bài đấy của lớp mình đâu nhỉ? Thầy thử xem nào. Không, bài đấy là em xem nội dung là bài 9 nhưng thầy ghi nhầm thành bài 10 thôi. À, thế à? Vâng, nội dung thì em xem rồi, vẫn là bài hôm lớp mình học mà. Thì thầy sửa lại ở đây. Thầy chỉ sửa cái tiêu đề xong. Ừ, thì thôi. Thế thì phải sang bài 9. Không biết chạy tận dưới này. Hùng này xuất hiện. Đâu? Nào, phần ý kia, vậy thì phân lên phần này. À, trong nhà có những gì? Hãy nói to, hãy nói cấu tạo và tên những đồ dùng trong nhà. Kể xem là thử kể những đồ dùng trong nhà. Đầu tiên là cái gì đây? Ừ. Các phòng trước đi nhá. Phòng gì đấy? Phòng khách trước này. Kiểu xin. Khó xin là phòng khách đúng không? Tiếp phòng bếp. À, búa. Búa đúng không? À. Búa. Tiếp phòng gì đây? Phòng ngủ. Chim xin. Chim xin đúng không? Chim. Tiếp phòng nhà vệ sinh. Hoa trang xin. Rồi. Xin thế ạ. Hoa trang xin. Rồi, ta đến đợt là gì đây? Đồ đạc. À, từ phòng khách TV. Television. À, television. Sau cái bàn. Cái table được cái gì? Thác. Thác. Thác ra. Dùng thác ra nhé. Tiếp, cái gì là cái ghế sofa. Sofa. Ở sofa. Cái gì nữa nào? Cái phòng bếp, bàn, ghế. Tiếp cái gì cơ? Những cái sinh cư te, sinh cư te này là cái gì nhỉ? Sinh cư te là cái bồn rửa bát này này. Sinh cư te là bồn rửa bát. Giường vào đây, phòng giường là gì? Chim te. Chim te. Tủ quần áo. Ốt trang. À, ốt trang. Ốt trang. Nhà vệ sinh thì có cái gì? Bồn cầu. Thôi. Chân. Chân ki đúng không? À, còn bồn rửa mặt. Còn. Sunyante là cái bồn rửa mặt. À, cái máy tính. Computer. Đâu rồi? À, cái giá sách. Sunyante là bồn. Giá sách là gì? Chắc trang. Chắc trang. Hết ghế thì ghế tùy cha tùy cha hết cái gì đâu nhỉ? Cái bàn bàn học thì mà xếp ra đúng không? Ok. Chăn gối thầy. À, chăn gối. Chăn là gì? Em chỉ nhớ gối là bê kê chăn, em không nhớ phun cái gì. Phun có cái từ thảm nhô ấy. Thảm nhô là đấy, đúng rồi. Thamio. Những cái từ này ở quyển mấy, quyển 2, quyển bạn này, thế quyển 2 sao? Hoặc là có cái từ Ipul nữa, Ipul là chăn mùa đông, nó nói là Ipul là cái chăn mùa đông, chăn ấm. Ipul.
rồi hết mong cái à cái bình hoa chậu hoa này này à, bình hoa là gì cái chậu hoa như kia nó hay gọi là gì à, hoa bun à. Nhưng mà còn còn cái bình hoa thì chắc là cốt cốt bion thôi đúng không, còn hoa bun là cái chậu hoa, còn cái cốt bion là bình hoa, kia là chậu hay bình Chậu chậu rồi bình hoa, chậu hoa bun, chậu chậu hoa giả. không đặt lên bàn là bình chứ nhỉ. Chậu đặt lên bàn được mà. Tất cả trong đây đều là giả hết. Không biết luôn. Chậu nhỏ nhỏ thế này, như cái này cũng được gọi là hoa bun chứ, cái này của thầy được gọi là hoa bun chứ. Vâng. Ừ, nó cũng đặt trên Chậu bàn, hoa. nó nhỏ nhỏ thôi đúng không? Bonsai kiểu cây cảnh. Size. Nào, Giang đâu? Giang đọc lần một cho thầy nào. Yeah. Orichi pun. Yeah. That talk to Ừ. Ted Mita Ừ. Ipsimita Chong E Namuka Mansumita Koto Mansumita Ở dịch nào nhà nhà của chúng tôi là cái gì đây? Nhà riêng á? riêng, cái nhà riêng này có nghĩa không phải là cái nhà mà chỉ riêng biệt nhà mình, mà cái nhà này nó sẽ riêng kiểu như là đó là một cái vườn, là một cái nó một khu đất trống riêng này, nhà ở giữa này, còn xung quanh là vườn này, ao hồ các thứ đấy, kiểu cái kiểu đấy được gọi là nhà riêng nhá. Còn ở thành phố mà những cái nhà san sát nhau như thế thì lại không được gọi là nhà riêng, không được gọi là thản túc chu thép, mà chỉ gọi được gọi là chu thép thôi nhá. À đó, tiếp nào thằng à, thì đây có cái gì đây Có vườn, à, có vườn này, tiếp trong vườn thì có nhiều cây, à, vậy cái này mình hay gọi là nhà vườn thì đúng hơn nhỉ. À. nhà vườn, À, nhà nhà vườn, vườn thì đúng. Tiếp có cả nhiều hoa nữa, à, còn có hoa nữa là số 1 cái gì nhỉ, người ở đâu, à, đọc cái lên à, ý chỗ sao đọc lên. à, ý Saramun, Otis so, Samnikat. Cái người này Sống ở đâu? Ở à, nhà sống ở riêng. đâu thì nó sẽ điền là gì đấy, hắn Tàn tốc chú thép. hắn túc chú thép. Tiếp số 2 thì bón Chà nôn ê. Mù. Mù. Mù oxy. mùa si, mùa mùa si mùa Mùa si. Tịp xin lịch các. Trong vườn này thì có cái gì? à, có cái gì đây Có cây, có hoa à, là lá mu này, cốt. cốt rồi hết. Tiếp là được quý á. Vi là vi đọc đoạn tiếp theo. Nè, Ori chipun aputi nida. Chipe pani tuke ismida. Tosir hago hachensi to ismida. Bua to ismida. Uri chipun cham pionri hamida. Rồi. Nào. Nhà của chúng tôi là chung cư. Có ở nhà thì có hai cái phòng, Có ai ở nhà hai phòng này cũng có phòng khách và nhà vệ sinh, cũng phải đọc cũng có có phòng khách và nhà vệ sinh đúng à, cũng không? có phòng khách và nhà vệ sinh, cũng có nhà bếp. Nhà của chúng tôi rất tiện lợi. Rồi, số 1 Samnika nè. thì nhà của người này có ở đâu? À, người này Thì sống ở đâu đúng không? chipun apatimida. À, tư à. Rồi, tiếp số y bón. Pani melke smika thì có mấy phòng thì tuke Okay. smita. À, thang chủ chế đúng không? Thang ấy chủ chế. Rồi, ok, sẽ đó. À, mê. À. Tiếp theo là cái này bạn chúc nào? Cho nên cá chóc há cô, cho nên cá chóc há cô, cá chi sa sa ra ô, sa ra ô,
Rồi. Hachiman chip y chu chu cơm ăn rau mò rồi luôn à, mò rồi luôn mò rau ồ mò rồi luôn rồi sao rồi sao achim achim achu pa pa Kumaru mani hikon heyo là dịch nào tôi làm sao đây tôi thì cùng sống cùng thì từ dưới là sarayo sarayo là sống cùng à, tôi thì sống cùng với gia đình ạ gia đình rồi tiếp nhưng nhưng mà con thì là hơi thủ cơm mở đấy không xa. Nhà hơi hơi xa đúng không? Thủ cưng ở đây. Nhà hơi xa. Vì vậy, cái đề xó. Vì vậy là gì? Achime là vào buổi sáng đúng không? Achime vào buổi sáng thì rất là gì? Achu Phapamita. À, rất là gì? Rất là bận đúng không? Vào buổi sáng ạ. Buổi sáng rất là bận. Còn tiếp, cuối tuần thì ra vào cuối tuần. Cuối tuần thì bán đi là nhiều. Bán đi là cái gì? Là nhiều. Bán đi là nhiều. Khi có nhiều là gì? Mệt. Cô mệt mỏi. Ở nhà chưa làm bài tập đúng không? Tại vì về nhà làm bài tập chưa làm. À, phải làm bài tập đi nhá. Sau rồi lên lớp luyện tập nó sẽ nhanh nhá. À, thì vào cuối tuần thì mình sẽ mệt mỏi nhiều hoặc là rất mệt mỏi đúng không? Thì cái đấy. Tập tiếp theo là Huỳnh nào. Huỳnh dịch bạn tiếp theo thầy là trò nên. Để. 저는 기숙사에 살아요. 기숙사는 학교 안에 있습니다. 도서관이 가깝습니다. 학생 식당도 가깝습니다. 그래서 아주 편리합니다. 하지만 가족들이 보고 싶습니다. Cô xin xin đi rồi vì tôi làm sao đây? À, tôi sống ở ký túc xá. À, tôi sống ở ký túc xá rồi tiếp. Ký túc xá thì không có ở trong trường. Ký túc xá thì nó có ở trong trường. Có ở trong trường. Có ở trong trường. An đây là trong nhưng không phải là không. Có ở trong trường. Có chó trong trường. Tiếp. À, thư viện đến thư viện thì cũng gần. Thư viện thì gần đúng không? Thư viện thì gần tiếp nhà ăn học sinh cũng gần rồi nhà ăn học sinh thì cũng gần tiếp nhưng để do vì vậy rất là tiện lợi rất là tiện lợi và nhưng nhớ gia đình à rồi nhưng lại nhớ gia đình ok trả lời đó tiếp theo bạn Tuyết là bạn Tuyết đọc và tiếp theo thầy là cho nên Tuyết Si có khi này không? Nghe. Rồi đọc lại cho thầy nào. Cho nên han, cho nên hát cô. Hát cô. Hát hát họ hát 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 cô. Cho nên hát cô áp e. Hiu cha. Hiu cha. Ô, đọc ở đâu đấy? Tan. Ha xúc chip chứ đây là đây mà. Cái chỗ cái con gái này cơ mà à cho nên hát cô áp. Ha giúp chip B. Thấy chưa? Chứ không phải đoạn cuối đâu, đoạn gần cuối thứ hai. Tôi đầu sai đoạn cuối. Thòn lên. Ừ. Sai đấy, mắt không bằng kính trình. Cho nên hắc kêu ạp ạp ha xúc ha xúc chi B san o à, sarayo 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 hắc kêu Hakio ka kap kap sumita ha suk chip ha suk chip un sip i ma sip sumita ma sip sumita a chuma
Ajumonito. Ajumonito. Chin-chan hap. Chin-chan. Chin-chan hamrita. Chin-chan hamrita. Rồi tiếp. Ajima. Ajima. Hasuk pi. Pi ka. Pi samrita. Pi samrita. Pi samrita. Pi samrita. Hasuk chip. Hasuk chip. Chín cúc tinh qua. Chín cúc thứ qua. Hoa, hoa trang xin. Hoa trang xí rưng. Hoa trang xí rưng. Khạc chi. Sa âm. Sa âm. Sa âm. Sa âm ham nì tà. Cửa so. So khum. So khum. So khum. Phôn ban hấp ni ta. Phôn ban ni ta. Dịch nào? Tôi, chủ ngữ là tôi. Yes. Thì từ dưới trở lên. Tôi. Tôi, xa đây là gì? Tôi sống ở... Sống ở... Hát xúc chíp là nhà trọ. Nhà trọ. Lúc... Ở trường. À, trước trường. Trước trường. Tiếp. Trường làm sao đấy? Trường hát kêu là trường. Trường. Cả các ni ta là gì? Trường ở... Trường gần, cả các sinh viên tả là gần nhá. Trường thì gần, rồi tiếp. Ha xúc chip, xích là gì? Nhà ăn. Đó là với nhà ăn. À, đồ ăn của thì nhà trọ đúng không? Ha xúc chip. Đồ ăn của nhà trọ. Đồ ăn nhà trọ thì mà xích sinh viên tả là gì? Ngon. À, ngon, rồi tiếp. À, Chumani là bà. Bà chủ. Bà chủ cũng thì. Bà chủ. Xin cho là mình tả là gì? Thoải mái. Cũng thân thiện. Nó cũng thân thiện. Thiện. À, Hachima nhưng mà vì Hasubi nhưng mà đắt là bi là phí đắt tỏ đúng không thì tỏ thì đắt là đắt yep. Cái này không à, không có cái này không có chủ ngữ thì từ dưới này Sayong Hamita là gì? Sử dụng. À, sử dụng đúng không? Sayong sử dụng cái gì đây? Cùng à, sử dụng chung đúng không? Sử dụng chung nhà vệ sinh, hoa trang xin, nhà vệ sinh với ai? Với những người bạn với những người bạn ở trong nhà trọ trang xin. Cơ đề sao vì vậy nên là nó hơi vì vậy hơi bất tiện hơn bất tiện rồi ok anh Hùng là nó bật cuối nào cho nên nè hôm nay anh không có mic mọi người nghe có rè không rất rõ rõ bình thường ok trở lên Hakio Ape hôn hôn cha san san là yo sa là yo nữa âm lên nhé sa là yo chip e so ưng xích ưng màn tâm nị tả cười so con con hấp nị tả hấp đọc hấp nhé phiên hấp nị tả phiên hấp nị tả Hachiman pangi achu chắc xâm nị tả đọc số nặng đi em chạc xâm nị tả chạc xâm nị tả ca sốc tri bô cô xíp xâm nị tả rồi ok dịch là tôi làm sao đây tôi sống ở sống một mình một mình ở trước thì trường học là trước trường học. Ok tiếp thì làm xâm nị tả là làm gì đây làm quán ăn làm đồ ăn đúng không làm đồ ăn tại nhà ở nhà đúng không rồi tiếp cái đề so vì vậy nên là vì vậy chọn hấp cho nên là thì lên là vì vậy nên là rất là thuận lợi thuận tiện đúng không thuận tiện rất thuận tiện thế nhưng cấp sinh lý ta à chú rất phòng phòng rất là học sinh lý ta phòng rất nhỏ phòng là rất là nhỏ phòng rất nhỏ rồi tiếp gia đình ca sốc tư ri ca sốc tư ri này là cái gì em ca chốc gia đình ca chốc ca chốc gia đình rất nhớ gia đình à nhớ những thành viên trong gia đình đấy ok tiếp theo là hoa này gặp bạn tháng ngân của nè
Bang ơn khu ham nì tà. Thàn bằng đối viên là nhá. Thàn ơn khu ham nì tà. Bang ơn khu ham nì tà lại thành tìm bánh mì đấy. Bang ơn khu ham nì tà. Bang ơn khu ham nì tà. Còn nên. 다음 달에 베트남에 갑니다. 그래서 방은 구하고 싶습니다. 베트남 음식은 좋아합니다. 베트남 사람 듣고 함께 식사를 하고 싶습니다. 한국 음식도 만들고 싶습니다. 집에서 인터넷도 사용하고 싶습니다. 화장실은 혼자 사용하고 싶습니다. Rồi là dịch nào là tìm phòng, đầu đề là tìm phòng đúng không? Sau dưới là gì? Thọ nên tôi thì tháng sau sẽ đến tôi thì tháng sau đến Việt Nam ạ. Đi Việt Nam. À tôi đi Việt Nam vào tháng sau. Đi Việt Nam. Vậy nên là tôi muốn tìm phòng. Tôi thích đồ ăn Việt Nam này. Tôi thích đồ ăn Việt Nam. Tôi muốn tôi muốn ăn cùng với người Việt Nam ạ. Tôi muốn dùng bữa cùng với người Việt Nam. Rồi ok. Đồ tôi cũng thích làm cả đồ ăn Việt Nam nữa. Cũng muốn làm đồ ăn Hàn Quốc đúng không? Vâng, cũng muốn làm đồ ăn Hàn Quốc nữa. Tôi muốn sử dụng internet ở nhà. Rồi. Tôi muốn sử dụng nhà vệ sinh một. Muốn sử dụng nhà vệ sinh một mình. Ok, chào đến sau. Giang Si nào, Giang đã tiếp theo nào. Nè, 우리 집으로 오세요. 우리는 가족이 많습니다. 대방에서 같이 지낼래요? 지낼래요? 대방 옆에 우리 같이 있습니다. 거실이 거실 있습니다. 거실에는 소파와 텔레비전이 있습니다. 컴퓨터도 있습니다. 인터넷은 사용해요. 우리 집으로 올래요? 올래요? 나 dịch là hãy đến thì đấy, 오세요 là hãy đến nhà của chúng. Nhà của chúng tôi. Tiếp. Chúng tôi có rất nhiều gia đình. Ý là nhiều thành viên trong gia đình đấy. À, chúng tôi nhiều thành viên. Đó. Bạn có muốn ở lại phòng tôi không? Bên cạnh của phòng tôi thì có phòng khách. Trong phòng khách thì có sofa và tivi, có cả máy tính nữa. Tôi sử dụng internet. Bạn có muốn đến nhà tôi không? Ok, đó, mong đấy, có tinh thần làm trước ở nhà hay như thế không? Tiếp Vi là Vi Thỏa Cú. Nè, 우리 집은 발칸센입니다. 아주 예뻐요. 창문이 큽니다. 그래서 여름에 지원입니다. 합니다. 지원합니다. 집 앞에 나무가 많습니다. 버스 전기로창이 가깝니다. 가깝습니다. 우리 집으로 오래요? 저하고 친구예요. 아, 집으로 오늘 하면요. 집으로 집으로 올래요? 네, 한 비트 발레 뭐 집으로 집으로 우리 집으로 올래요? 저 난데 그 타이나. 저하고 친구예요. 난 bạn với tôi đúng không? 네. 아, nhà của chúng tôi màu đỏ. Là màu đỏ. Rồi, là nó rất đẹp. Rất đẹp. Cửa sổ thì to. Rồi. Mùa hè thì vậy. Mùa hè thì mát mẻ. Rồi. Mát mẻ vào mùa hè. Rồi. Rồi có nhiều nhà, trước nhà có nhiều cây. Gần trạm xe buýt. Rồi.
hãy đến với nhà chúng tôi. Muốn đến nhà chúng tôi không, hoặc là đến nhà chúng tôi nhé, đúng không? Ô léo, cú chúc là gì? Đề nghị rủ dê, đúng không? Đến nhà chúng tôi nhé. Làm bạn đến nhà chúng tôi nhé. Làm bạn với tôi. Làm bạn với tôi, ok. Chúc là chúc gì? 우리 집에서 함께 지내요. 네, 우리 집에서 함께 지내요. 저는 우리는 좋아합니다. 베트남 음식 지금 잘 지금 잘만 뜹니다. 저도 한국 음식은 먹고 싶습니다. 우리 집은 방두개하고 부엌입니다. 손님 방도 있습니다. 하지만 방이 좀 작습니다. 방 옆에 화장실이 하나 있습니다. 우리 집으로 언제요? 그 đầu đề là gì? Sống cùng và ham kê gì đấy không? Cùng với nhà chúng tôi, hãy cùng sống cùng nhà chúng tôi. Tiếp, tôi làm sao đấy? Tôi thích gì? Đồ đi là gì? Nấu ăn. Tôi thích nấu ăn. Các món ăn Việt Nam, có nhiều món ăn Việt Nam. Nhiều ở đâu? Là chúng ta dịch từ là không, thầy đã là rồi, không có chủ ngữ thì nó dịch từ từ trở lên, đúng không? Có chủ ngữ thì dịch từ từ xong rồi từ từ trở lên. Còn nếu không có chủ ngữ thì là gì? Chài bàn tân mi tả là gì? Làm tốt, làm giỏi, đúng không? Tôi đã làm giỏi, tôi làm gì? Làm rất là giỏi món ăn. Làm rất giỏi món ăn Việt Nam. Rồi, ok. Chủ ngữ là tôi này, tôi cũng này. Tôi cũng... Nào, đấy lại ham tiếp. Chạy xuống cuối câu luôn nhé. Tôi cũng dịch cuối câu luôn, không phải đọc nhé. Mọc cô Sismita là gì? Muốn gì? Muốn nấu ăn mọc. Hàn Quốc. Muốn ăn mọc ăn. Hàn Quốc. Ăn mọc Hàn Quốc. Tiếp. Chủ ngữ này. Nhà chúng tôi có hai phòng. Nhà chúng tôi có hai phòng. Bếp là gì? Là bếp đúng không? Và bếp nữa. Tiếp. Cũng gì đây? Cũng có. Sonin ba là phòng khách đúng không? Sonin là phòng khách. Nhưng cũng có. Cũng có phòng khách nhưng mà. Nhưng hơi nhỏ. Phòng. Xem là hơi nhỏ. Phòng nó hơi nhỏ. Nhưng phòng khách hơi nhỏ. Rồi, tiếp. Có nhà vệ sinh. Hana là gì? Có một nhà vệ sinh. Ở trước. Ở bên cạnh phòng. Có một nhà vệ sinh ở bên cạnh phòng. Rồi, tiếp. Muốn đến thì lại bạn lên. Có đến nhà chúng tôi không? Ok. Số bạn Suki là Suki Nuguya. Huỳnh Si là Huỳnh Trâm. Những cái từ mới lên nhớ không nào? Bạn là gì? Chết sang. Tiếp ghế. Ưa cha. Bạn ăn xích thác. Xích thác.
ghế sofa. Sofa. À, ok. Anh Hùng nói anh Hùng điền cái chỗ này cho em nào. Udi chip nhìn có cái nhìn vào hình ảnh này rồi điền vào đây đúng không? Udi chip nhà chúng tôi là tiếp thì đây. Udi chip Alan về hai chị bé nên tu ke isumnita cái gì tu ke hai phòng à tháng à tháng nghi tu ke tháng nghi tu ke tu ke rồi tiếp đọc tiếp nào hakoto isumnita ha à, phòng phòng khách à kochin hako kochin hako bếp buok buok to isum to isumnita rồi tiếp cũng có cái gì nữa đây này to isum có hoa trang xin hoa trang xin to isumnita rồi tiếp chê chê băng ngân p bên cạnh isumnita phòng của nó ở đâu à, ở dưới này ở dưới nó bảo là phòng tôi là hơi nhỏ có nghĩa là cái phòng nhỏ sẽ là phòng của nó phòng nhỏ ở bên cạnh gì đây bên cạnh à, đây, phòng phòng ở đây bên cạnh nhà phòng bên cạnh phòng khách à có kêu xin có xin p isumnita cho băng ân chôm để băng ân chắc sumnita chế chế băng ân chôm chắc sumnita chế băng e cái nhỉ giường ngủ có chim te đúng không chim te cái bàn và cái bàn là chiếc sàng sàng rồi ok y isumnita isumnita cho nhóc e uri ca chúc tư rừng e so cho nhóc bên à, ăn ăn isumnita phòng phòng khách à, phòng phòng ăn buok buok e so kuriko cái gì xem thì nó làm gì xem tivi ở phòng khách đúng không cái này vi chọn có xin để so cái xin để so cái này vi chọn ân omnita iaki to hamnita làm dịch là nhà chúng tôi thì nhà đây. Của chúng tôi có hai phòng khách hai phòng ngủ nhé hàng là phòng đấy hai phòng ngủ đúng không đóng cửa nhà chúng hai tôi phòng ngủ có hai phòng ngủ này tiếp cũng có cái gì đây có phòng bếp và phòng khách à có phòng khách và bếp rồi tiếp cũng có gì nữa nhà vệ sinh cũng có nhà vệ sinh rồi tiếp phòng của tôi ba. Phòng của tôi kêu xin ở bên... phòng của tôi ở bên cạnh phòng khách rồi okay. Tiếp cho băng phòng của tôi hơi nhỏ rồi tiếp hơi nhỏ cho băng chinte phòng của tôi có giường ngủ và cái bàn rồi ok tiếp cho nhóc buổi tối buổi tối chúng tôi gia đình phải đến gia đình chứ khá chốc được gia đình chúng tôi đúng không khá chốc buổi tối gia đình chúng tôi thì cứ gửi lên mọc xem mi là gì ăn gì cho nhóc là gì cho nhóc ăn tối ở phòng ăn rồi nhà bếp tiếp thì cứ gửi trở lên này cần xem gì xem tivi và xem tivi ở phòng khách rồi cứ để so xem TV phòng khách. Iyaki nói chuyện. À, cũng nói chuyện nữa đúng không? Cũng nói chuyện. Ok, chào được rồi. Thầy viết cái gì kia? TV mà. Thên đi bo chon là cái gì? Thên lê. Đi chon.
Thầy buồn ngủ rồi. Con tiếp là tần tuyết nhỉ, tuyết là dịch cho thầy có một câu hai này, đi về phía bên trái nói như nào? Tuyết sĩ tần tuyết đâu rồi, lần nào chạy vào xong lại mất hút đâu nào? Hoa dịch nào nè, quên chocolate cà xéo. Tuyết này mở được rồi à? Thì bạn Tuyết thì câu hai như thế này, chúng ta đi cùng à, chúng ta cùng đi xem phim nhé. Chúng ta là gì? Để em dịch nốt đi cho chị chuẩn bị sau. Thôi bạn Hoa dịch nốt đi. Cho em dịch nốt câu 2 để chị chuẩn bị câu sau nhá. Câu sau khó hơn. Nào, chúng ta đi đây cùng đi xem phim nhé. 우리는 영화를 볼래요? 볼래요? Cùng nữa. Cùng 영화를 하고 같이. Đậu hai cô cà chi, cái danh từ hai cô cà chi đây không có danh từ, chỉ cà chi thôi đúng không? Cà chi. Cà chi. Bon léo. À, bon léo. Léo đúng không? Cùng xem phim nhé. Bon tiếp thì đấy. Ở Hàn Quốc có nhiều chung cư. Hàn Quốc kế. Hàn Quốc kế. Apartment ka. Được á. Màn ý sôi ô vấn đề. Màn ý sôi ô. Được, màn này cũng được. Rồi. Sân bay Nội Bài ở cách xa thành phố. Sân bay Nội Bài trước thì Nội Bài công hàng à, thành phố Sine thì nó là mò mò đời ô cái gì vậy nhá, nó cách xa là từ, nếu cái từ ế do đây cũng là từ cách xa hoặc là từ có từ trung tâm thành phố thì nó xa kiểu như thế nhá. Rồi ok, tiếp bạn tiếp theo này, Lan Si à, gì đây, Giang, Giang là Lan Si ở nhà thiếu, làm đọc đoạn này nè. Lan Si ở nhà thiếu, Iban Chu Theo Toyo In, Che Sang Iri Eo, Chon Yop, ok. Rất, giờ rất si ế. Giờ rất si ế, Ori Chip Ế Sơ, Pati Rừng Heo, Ran Si Rừng, Chủ Tế Pháp Cô, Sip, giờ sau si a ori chip euro oseo chi won dưới nữa thấy on che dưới nữa thấy dưới đâu, dưới cái chỗ này à, cái chỗ on che nữa o won on che o won à ba mươi gì nhỉ à sam ship in solo in ở giờ sáu si ở ti Hàn Quốc apartu ở Hàn Đông ở Yên Đông ở Yên Đông ở Sampek Sa O dịch là Lan xin chào gì đấy, chào Lan ở cái gì nhỉ, ở tối thứ cái gì? Cuối tuần thứ bảy tuần này, thứ bảy tuần này là sinh nhật của mình. Mình sáu tuổi à, tôi sẽ tổ chức cái party đơn hèo là tổ chức gì, tổ chức tiệc tại nhà và 6 giờ tối. Tôi là tối tiếp à, cho tên hai cái sự bài hồ là gì, muốn mời bạn đến 6 giờ hết nhà chúng tôi, rồi muốn mời Lan và thời gian là 6 giờ đến nhà chúng tôi đi, rồi thời gian là thời gian là ngày 6 giờ và thứ tư ngày 30 tháng 5 ở tòa 1 tầng à quên tòa 1 nhà 304 ở Hàn Quốc à chung cư Hàn Quốc. Lạ ghê nhỉ, à, sinh nhật vào thứ bảy mà lại mời đến thứ tư. Đến chuẩn bị trước rồi ạ. Để co sinh nhật trang trí phòng chị mới để ý luôn ấy.
Rồi là tiếp sang bên này là gì đây? À, vi là vi đọc bên này à? Kyo à phía sau nè. Nè, hát kyo à phía sau. Sip y bồn bó xí rừng phá xe ô. Cứ đi sao? Sâu vân phải hóa chân. À phía sau. Nê đi xe ô. Sâu vân phải hóa chân thế. Pion y xa yô. Pion yop e apatu ka apion won yop e apatu ka mani isayo uri jibun hankuk ga hankuk ga patu idong sampek sa o heyo yeyo rồi dịch nào hãy đi hãy bắt hãy đi xe buýt số hãy đi xe buýt số 12 ở phía trước trường đường và xuống trạm xuống xe vào phía trước Seoul là Bách Hóa trung tâm thương mại Seoul là trung tâm thương mại Seoul xuống ở trước trung tâm thương mại Seoul đúng không? Tiếp có bệnh viện ở phía sau trung tâm thương mại Seoul có nhiều cái nhà chung cư ở cạnh cái bệnh viện đi đến tòa nhà của chúng tôi ở là tòa đọc tòa trước hay là đọc từ trước hay là số số 304 tầng tòa 1 rồi và một sau rồi gì chung cư Hàn Quốc nhà chung cư Hàn Quốc nó cũng giống như địa chỉ Việt Nam thôi, nó sẽ nói từ cái nhỏ trước sau dần dần đến cái to đúng không? À, để nói là Việt Nam thì Việt Nam Đà Nẵng sau rồi thành phố Đà Nẵng sau rồi số bao nhiêu ai nói được như thế rồi và chúng ta xuống dưới này cũng sẽ viết nhé bài viết thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái bài này và nhà của chúng tôi này chúng ta miêu tả về nhà của mình nhé xem này ví dụ này nhà của mình có ở đâu thì nó gợi ý là ở thành phố hay là ở nông thôn hay là ở Hà Nội hoặc là ở Huế đúng không vân vân thì mình sẽ nói địa điểm ở đây ví dụ như nhà thầy ở Bắc Ninh Chi đúng không Bắc Ninh Chi là thành phố Bắc Ninh đúng không sau tiếp gì đấy có gần đâu gần một cái chung cư chẳng hạn chung cư Hoàng Gia này Hoàng Tha A Tha Thử chẳng hạn đúng không hoặc là sông núi gì đấy cũng được đúng không sau rồi gần đó có cái gì có một cái UC One này một cái gì hoặc là Chô Tưng Hắc Kyo này hoặc là Si Trang này đấy UC One là cái trường mầm non này trường cấp 1 này và chợ này ở trong nhà có cái gì đó trong nhà thì mình mô tả ra có mấy phòng này sau trong phòng có cái gì này đấy mô tả ra nhá bố đi viết nhà mình chi tiết nhá rồi chúng ta sang bài nghe từ khi nghe nó từ nghe nào đây nghe đoạn hội thoại sau và liên kết các cặp nội dung phù hợp bạn Trúc nào bạn Trúc bạn Trúc nghe tài đoạn này nhé nè thầy 100 bao nhiêu 200 199 đây tôi đang tìm file đợi chút bài 9 chỉ nghe làm quen số 1 nghe đoạn đối thoại sau và liên kết các cặp nội dung phù hợp. Yujong 씨는 어디로 가요? 집으로 가요. 주경 씨는 어디로 가요? 잠깐. 아, 유진 씨 어디로 가요? 라지. 야, 네 về đâu? 아, 집으로 가요. 어디로? 집으로 가요. Đi về nhà, đi hướng về nhà. Đi về nhà, đúng không? Tôi. 누가 누구 가요?
nghe lại đi, tự nghe nhanh quá hai con. Bài 9. Chị nghe một làm quen. Số 1, nghe đoạn đối thoại sau và liên kết các cặp nội dung phù hợp. Yujong 씨는 어디로 가요? 유정씨는 어디 어디로 가요? 아, rồi Yujong đi đâu đấy đúng không? Yujong dịch tiếng Việt đến đây. Yujong đi đâu đấy? 집으로 가요. 집으로 가요. 집으로 집으로 đến nhà. Đi về nhà. 유정씨는 어디로 가요? 다 đến Chunyong rồi đúng không? 유정씨는 đi đâu? À, rồi. Thì cái câu 1 đánh mất điểm sang. Chị ta. Rồi, và đến Chunyong nó hỏi Chunyong đi đâu này? Thủ sô quan ưu rô. Đi đâu? Thủ sô quan ưu rô. Thủ sô quan ưu rô. Thủ sô quan ưu rô. Tiếp. Chị Yên xin은 어디로 가요? Chị Yên thì đi đâu? À, chị Yên xin은 어디로 가요? Chị Yên đi. Đi đâu? Hỏi ạ. Dịch tiếng Việt cho thầy nhé. Chị An, chị An xin nói chị đâu phải không? À, nó nói xong tiếng Hàn thì phải hiểu nhé. À, chị An đi đâu? Chị An đi đâu ạ? Công an đâu phải ạ? Công an. Công hang. À, công hang. Đi đâu? Hang. Công hang Euro Kayo. Đi đâu? Tại bảo dịch cơ mà. À. Sân bay thầy. À, đi sân bay phải không? Dạ. Nói cho chị. Yeong Min 씨는 어디로 가요? Yeong Min 씨 đi đâu? 한국으로 가요. 한국으로 đi Hàn Quốc. Vâng, rồi. 정은 씨는 어디로 가요? 정은 đi đâu? 서울로 가요. 서울 đi Seoul. 네, Seoul. Okay, 잘했다. Tiếp theo này, Huỳnh nào, Huỳnh nghe cho thầy đoạn tiếp theo này. Nè. Nghe hội thoại sau và tìm nhà của Mai. À, ở trong cái bài nghe này không có Mai đâu nhé. Rồi, nghe lại. Số 2. Nghe đoạn hội thoại sau và hãy tìm nhà của Mai. Yujin 씨, 내일 우리 집에 올래요? Yujin 씨, 내일 우리 집에 올래요? Là gì? 내일 유진 씨 내일 우리 집에 올래요? Ngày mai có muốn gì? Ngày mai đến nhà tôi không? À, ngày mai muốn đến nhà tôi không? 같이 저녁 먹어요. 같이 저녁을 먹어요. Cùng đi ăn tối. À, rồi cùng ăn tối đúng không? 네, 좋아요. À, vâng. 네, được. 혹시 집이 어디에 있어요? Không à, GP ở DA đấy là gì? Đang có ở đâu? À, nhà ở đâu đúng không? Nhà ở đâu? GP và GP ở DA. Công viên 옆에 약국이 있어요. Vì công viên 옆에 약국이 있어요. Công viên 옆에 약국이 있어요. Ở bên cạnh. Ừ, đối diện bên cạnh công viên. Có một cái 약국이 있어요. Dạ, có một cái nhà thuốc. Không có hiệp thuốc. 약국 건너편이 우리 집이에요. À, 약국 gì? 약국 건너편이 đối diện cái nhà thuốc con đường à? Rồi, đối diện cái hiệu thuốc thì có nhà chúng tôi đấy. 네, 알겠어요. 내일 만나요. À, vâng, tôi biết rồi, ngày mai. Ừ, ngày mai gặp nhau nhé. Vậy nhà của Eugene ở đâu? Nhà của Yujin ở số 1. Số 1 đâu? Số 2, số 1 hay số 2? Đối diện với hiệu thuốc cơ mà. Tập bên cạnh công viên có hiệu thuốc. Mà số 2. À, nhà nó phải đối diện với hiệu thuốc thì phải số 2 đúng không? Rồi, ok. À, nghe hội thoại nếu đúng thì ô, sai thì x nào. Tuyết nào, Tuyết nghe thầy nào. À, nghe xong rồi vừa nghe vừa thì đối chiếu với các bạn cái hình ảnh này không? Luyện nghe
Số 1. Hãy nghe hội thoại. Nếu đúng nội dung thì đánh dấu ô. Nếu sai nội dung, đánh dấu. Nào, vừa nói cái gì nào? Nhà vệ sinh. Ờ, gì? Ăn ăn hàng à ăn hàng ế hóa trang si đi phải không? Nhà gì? Ở bên ở phòng trong nó có một cái nhà vệ sinh. Không phải là gì từ lần nào. Nhà bên trong nhà vệ sinh thì chúng ta nhìn hình ảnh này đúng không? Nhà vệ sinh như này nó đang hướng ra phòng khách chứ nó không phải, ví dụ nó hướng vào đây thì mới đúng là nhưng bây giờ ở bên ngoài nhá, vậy là cái câu này đúng không? Sai. À nó bảo là phòng trong có một điều sai đúng không? Thế một người ra bộ đi. Nhà ai đang có người nói. Nhà tuyết đúng không? Hai. 거실에 텔레비전이 있습니다. 거실에 텔레비전이 있습니다. 응. 응. 나 그 얘기 이해 안 돼. 거실에 텔레비전이 있습니다. 라지 반대되나? 거실에 텔레비전이 있습니다. 방 거기 텔레비전이 있습니다. Phòng khách có tivi. Có tivi ở phòng. 탁자도 있습니다. 탁자도 있습니다. 어디? 탁자는 어디? 탁자 là cái bàn. À, có cả cái bàn nữa đúng không? Bàn. Vậy câu này đúng hay sai? Đó, câu số 2 nữa. Đúng ạ, có tivi. Có tivi và có cái bàn, đúng, trong phòng khách có. Nhưng số 2 của nó lại nói là không có cái bàn ở trong phòng khách. Hai câu số 2 đúng không? 문 왼쪽에 공부방이 있습니다. À, nó bảo 문 왼쪽에 공부방이 있습니다. Nó bảo là gì? 왼쪽에 là gì? Ở bên trái của cái. Ở bên trái. 문 왼쪽. Cửa sổ của cái cửa. Của cái cửa thì nó có phòng học. Có phòng học. Đúng không? Nhìn trên hình ảnh này đây, cái cửa đây. Thì bên trái của nó là bên này. Đúng không? Thì có cái phòng học này, đúng không? Thì câu này. Câu này đúng. Số 2. Rồi ok. Tiếp theo của cô. Anh Hùng ạ. Anh Hùng Si có khi này không? Anh Hùng đâu nhỉ? Anh Hùng Si lại đi ngủ rồi. Hoa. Nghe. Nghe hội thoại giữa hai người và chọn câu trả lời phù hợp. Đi, Eugene 씨, 우리 집에 올래요? 안디. 화도. Dạ. Thế ơi, em nghe lại đoạn này được không? Lúc ấy nhà em không có nghe. Eugene 씨, 우리 집에 올래요? 우리 집에 à, anh Eugene đến nhà tôi không? À, có đến nhà tôi không? 그래서 같이 컴퓨터 게임을 해요. 아, 같이 gì? 컴퓨터 게임은 해요. 나 cùng đi. À, cùng chơi game. Chơi game. 그리고 영화도 봐요. 영화. 나 cùng xem phim. À. 좋아요. 언제 만나세요? 좋아요. 언제? Được đấy, lúc nào gặp nhau. À, gặp nhau. 저는 화요일이 좋아요. Tôi thích thứ ba. Thứ ba được á. Thứ ba được. 수요일 오후도 괜찮아요. 수요일. Nếu mà thứ tư thì cũng không vấn đề gì. Đầu thứ tư cũng được, đúng không? Eugene 씨는요? Còn. Minsu 씨 thì sao? 화요일에는 약속이 있어요.
Thứ ba thì có giặc sốc kia có hẹn rồi ạ. À, thứ ohu của thứ tư à? À, buổi chiều thứ tư không vấn đề gì đâu. Tôi sẽ đi tôi sẽ đi vào chiều thứ tư ạ. Ba. Rồi, vậy cái câu này là Yujinji sẽ khi nào đến nhà con trai đây? À, sẽ là xe ạ. Xe. Suyun ohu. À, đây. À, hai người này làm gì ở nhà của con trai? Anh này rủ là computer game Hanita Kuriko. À, B ạ. À, B đúng không? Chơi game và vì xem phim. Phim. Rồi. Rồi xuống dưới thầy sẽ cho nghe hai lần nhé. Là mọi người chú ý nghe điền cho thầy này. Nâng cao số 1. Nghe và điền vào chỗ trống. 1. Yujin 씨, 우리 집에 올래요? 집에서 같이 컴퓨터 게임을 해요. 그리고 영화도 봐요. 좋아요. 언제 만날래요? 저는 화요일이 좋아요. 수요일 오후도 괜찮아요. 유진 씨는요? 화요일에는 약속이 있어요. 수요일 오후에 가겠습니다. 하이. 내일 우리 집에 올래요? 네, 좋아요. 그런데 집이 어디에 있어요? 벨트콤파크 은행 바로 옆에 있어요. 알겠어요. 집에서 베트남 음식을 같이 만들래요? 우와! 좋아요. 한국 음식도 만들어요. 네, 그럼 내일 만나요. 3. Nâng cao. Số 1. Nghe và điền vào chỗ trống. 1. Yujin 씨, 우리 집에 올래요? 집에서 같이 컴퓨터 게임을 해요. 그리고 영화도 봐요. 좋아요. 언제 만날래요? 저는 화요일이 좋아요. 수요일 오후도 괜찮아요. 유진 씨는요? 화요일에는 약속이 있어요. 수요일 오후에 가겠습니다. 하이. 내일 우리 집에 올래요? 네, 좋아요. 그런데 집이 어디에 있어요? 벨트콤파크 은행 바로 옆에 있어요. 알겠어요. 집에서 베트남 음식을 같이 만들래요? 우와, 좋아요.
한국 음식도 만들어요. 네, 그럼 내일 만나요. 짱 나, 짱 내 만나. 네, 유시는 우리 집에 오네요. 집에서 같이 컴퓨터 게임은 해요. 그래코 영화도 봐요. 좋아요. 언제 만날래요? 만날래요? 언제 만날래요? 저는 화요일인 좋아요. 수요일 오후에 또 괜찮아요. 괜찮아요. 유시는요? 화요일에는 약속이 있어요. 수요일 오후에 가겠습니다. 쭉 나가 쭉 내는 대라 뜻해요. 내인 우리 집에 왔네요. 왔네요. 네, 좋아요. 그런데 집이 어디에 있어요? 매트컴컴 파크 은행 바로. Cái này không nghe được, nó là cái gì thế? Dọc tê ạ. Thì xin điệp sở dụ. Anh kết sở dụ. Chịp ế sở. Bè thư nam âm xích ưng. Khá chi màn tinh. Màn tinh nèo. Nèo. Wow, 좋아요. 한국 음식. 한국 음식. 또. 만들어. 네. 네. 그럼 내일 만나요. 오케이. 엘라. 3. Nâng cao. Số 1. Nghe và điền vào chỗ trống. 1. 유진 씨, 우리 집에 올래요? 유진, 오래냐? 또 가. 집에서 같이 컴퓨터 게임을 해요. 그리고 영화도 봐요. 네, 저기 공중에 뭐냐? 좀 또 있다. 피엄 산 피엄 들어. 좋아요. 언제 만날래요? 언제 만날래요? 물이 없냐? 고마워. 화요일이 좋아요. 또 두바 두어. 두바. 수요일 오후도 괜찮아요. 유진 씨는요? 두 화요일에는 약속이 있어요. 두바 두어. 두바 거고 해. 수요일 오후에 가겠습니다. 제가 둘도 된. 아, 오케이, 단계나. 하이. 내일 우리 집에 올래요? 내말 아침 투성. 네, 좋아요. 그런데 집이 어디에 있어요? 네, 어디에? 네, 어디에? 베트콤바크 은행 바로 옆에 있어요. 거, ngay bên cạnh cái ngân hàng Vietcombank. Vietcombank. 알겠어요. 또 집에서 베트남 음식을 같이 만들래요? 네, 거 muốn làm gì? 거 muốn làm món ăn Việt Nam. 좋아, 좋아요. 한국 음식도 만들어요.
à, làm cả món ăn. Làm cả món ăn Hàn Quốc nữa. 네, 그럼 내일 만나요. Rồi, ok, vậy mai gặp lại. Mai gặp lại. Đoạn tiếp theo sẽ Vi nào, Vi nghe đoạn cuối nào. Số 2, nghe hội thoại và trả lời câu hỏi. Vi có đấy không nhỉ? Vi Si. Nè. Chào bác sĩ. Huyên Sĩ. Alo. Alo, Hương phải không? À, Hiền phải không? Chô, Nam yêu. Tôi là Nam. Nam. Tôi Nam đây. Để cho những cái 시간 있어요? Ngày mai có thời gian không? Ngày mai, tối mai có thời gian không? 같이 저녁 먹을래요? 같이 저녁. 같이 저녁. 볼래요? À, cùng ăn tối nhé. À, cùng ăn tối nhé. 네, 좋아요. 어디에서 만날래요? Ngày mai gặp nhau ở đâu? 제가 회원 씨 학교 앞으로 가겠습니다. 제가 회원 씨 학교 앞으로 가세요. 학교 앞으로 가겠습니다. Tôi sẽ đi đến trước phía trường. Tôi sẽ đi đến trước trường. Sau khi học tôi sẽ đến trước phía trường. 학교 앞은 너무 복잡해요. 아, 학교 앞은 너무 복잡해요. 또 아, 특 trường rất là gì? 복잡. 아, 복잡. 학교 뒤쪽 우체국 앞에서 만나요. 나 봐, 네. 네, ở bên cạnh bên cạnh ở 학교 này. 앞 này. 우체국 này. 아, 아, 아 그 학교 뒤 quên. 학교 뒤 này. 학교 뒤 này. 우체국 ở cái tiệm 만나요. 그 nghĩa là dịch ngược từ dưới lên là gì? Gặp ở trước cái à, bưu điện. Cái tiệm trước à, bưu điện. Bưu điện. Lại, ở phía sau trường. À, bưu điện sau trường đúng không? Ừ. Bạn ấy cứ lên. 좋아요. 제가 6시에 우체국 앞으로 가겠습니다. À, vậy thì 6 giờ. Vậy thì 6 giờ sẽ đi đến phía trước cái bưu điện đó. Bưu điện đó. Chờ. Nè, đi bên này á. Vâng, ngày mai gặp lại. Vậy cái câu 1, hai người này khi nào gặp nào? Ờ, nay 저 저녁에 만나요. Mấy giờ? Ờ, 여섯. 여섯 시. 시. Rồi, hai người gặp nhau ở đâu? Ừ, 우체국 앞. Rồi, ok. Cái gì đấy? Hai người này làm gì? 같이 저녁 먹습니다. 저녁 그 먹습니다. Tối đúng không? Nè. Ok, hết phần này chúng ta xuống phần phát âm xem có cái gì nhé. Cùng cuối sách, cuối bài. Có cái gì? À, nó là cách đọc của chữ R. Như ngày xưa thầy cũng dạy cái chữ R này đọc như nào rồi đấy. Thì nhá, nó có cách đầu tiên này. Cái chữ R này. Đầu tiên, à, cái đầu tiên có nghĩa là nó khi mà nó đứng đám phụ âm đầu đúng không? Nó làm phụ âm đầu thì chúng ta sẽ đọc là gì? Đọc là chữ R, tiếng Việt Nam ấy, chữ R đúng không? Làm phụ âm đầu. Còn khi đứng thứ hai, khi mà nó làm phụ âm cuối thì chúng ta đọc cong lưỡi lên và gì? Đọc thành chữ L giống như Việt Nam, chữ L. Đó. Giống như Konmul, Konmul, Hangul, đấy cong lưỡi lên đúng không? Còn trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba trước thầy cũng giải thích một lần rồi đúng không? Chữ gì? Hai cái chữ R để gặp nhau đúng không? Hai chữ R gặp nhau. Đó. Cái chữ R này, nó gặp chữ R này, thì L. Tất cả đều đọc là L hết, đúng không? Đúng như hello này. Hello. La này. Léo, đúng không? Chứ chúng ta không cần rô hoặc là môn ra, đúng không? Đọc như thế, đúng không? Hoặc là khăn rê, đọc như thế. Khăn rê, môn lá, môn lá. Chỉ có trường hợp như thế thôi nhá. Không có gì đặc biệt lắm, đúng không? Rồi, ok. Hôm nay học đến đây nhá. Rồi, ok. 오늘 수업 여기까지 마치겠습니다. 수고했습니다. 안녕, 계세요. 아, 다시 봐요. 잘 자요. 잘 자요.